What's up, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với channel của mình. Giật nghe không mày? Thì ok các bạn ơi, và ngày hôm nay có sự góp mặt của Ram Gia Đen. Và Ram Gia Đen ngày nay lên chơi các bạn ơi. Thì sẵn á, có phú qua luôn, mình có một màn chung rất là hay luôn. Thì hiện tại bây giờ là 8 giờ nha các bạn. Buổi sáng thì nó không đi học, buổi chiều thôi. Thì ok, và ngày hôm nay mình sẽ suy nghĩ ra một màn chung, đó là thử ngất xỉu các bạn, thử đụng vô dây điện xong rồi mình ngất xỉu xem thử. Có điện đâu mày? Có điện đâu? Chọc cửa mổ, chọc quá. Ừ, như này đường này, chọc như này đường này. Thì ok, nó sẽ như này, nó ok, bây giờ mình sẽ vô cho bạn xem nó đang làm gì trong đó nha. Chọc cửa mổ, phải chết. Nói mày phú, mày phú, nói mày biết bao nhiêu lần hả? Hả? Gì á? Mày cầm gì á? Cầm gì á? Tự nhiên cầm chối vô nha. Ồ, tao đi quét nhà mà. Quét nhà mà. Ê, kiếm nó chưa vậy? Đơn! Kiếm nó chưa vậy? Đơn! Để nó chơi đi. Mày bữa phá nó hét quá mày. Đơn! Tao chuẩn bị cho nó chơi sạch sẽ. Thôi đừng phá nó, đừng phá. Để em. Kiếm nó chưa, cái bản nó chưa rồi. Ui trời, cái bản nó chưa. Mày... Đừng quay! Mày... Trời ơi. Bản phím nó dơ ghê, phím này nó dơ ghê. Phím Queen nó dơ ghê vậy. Đừng! Chui cho thằng này. Trời, phím mà. Chui phím. Im đi, nó bắn. Đâu xem thử đội mình đâu. Im. Thấy nó vuốt tầm kìa. Chết rồi mày. Thấy chưa? Mẹ đúng không? Thấy phím quy mày có giờ có tác dụng mới mày. Phím gì? Có tác dụng gì? Mẹ không biết đâu. Bị nghe chửi. Phía quê là bị ăn chửi mày. Cái bắn được cái sọt không? Rồi. Cái súng nó sẽ bắn được. Đổi đi rồi, giờ đổi súng. Đổi súng nhảy. Không đổi cầm súng. Gì nữa, mất công bây giờ. Ra, chuẩn bị ấn quy. Nó bắn kìa. Mẹ nó. Quá hay còn gì nữa đúng không? Thôi em. Trời đã quan sát trời. Bao nhiêu kinh nghiệm tao tích lũy. Quan sát chứ quên. Bao nhiêu kinh nghiệm tao tích lũy rồi tao đã dạy được mày. Hôm nay đã thành công. Thì thần đã thành công. Thì ok các bạn ơi, thì sau một thời gian thì Ram Gia Đen vô cũng cuối cùng cũng đã phá. Tao bị thực hành tốt cái quy của mày cho á. Ừ, tao hay lắm. Bữa sau là tao có một cái gọi là sao tao có một cái ý tưởng nó rất là hay, để bữa sau mình sẽ cho các bạn xem. Cắt bàn phím. Hả? Cắt bàn phím của nó. Cắt luôn. Ok. Kéo siêu bén. Siêu bén hả? Ừ, siêu bén. Bữa nào cho mừng cắt móng chân à? Ok, bây giờ mình sẽ đi vô và mình giả bộ sửa điện xong rồi mình giả bộ là Ram sẽ cắm điện vô và mình sẽ giả bộ đụng vô cái ổ điện đó, nhưng mà thực chất là nó không có điện nha bạn. Xong rồi mình sẽ bộ ngất đi. Xong rồi sao ta? Xong rồi xem thử là phản ứng của nó sẽ như thế nào nha các bạn. Nói chung là nó ơn sau nó còn hay nữa. Ok, và bây giờ mình sẽ tiến hành clip cho các bạn xem luôn. Dạ, mình tên ta biết ổng không? Mình nghĩ tao không biết à? Nhìn nè, mình nhìn đây nè, nhìn nha, nhìn kỹ nha. Đánh chưa? Anh thật ghê. Thấy chưa? Nhất nha. Anh thật gì mà ghê vậy? Cho tao thử ngay coi. Mày làm sao lại? Mày làm sao lại? Được, xem thanh niên. Mổ mình vàng thôi, bọn này nó lên bạch kim. Thanh niên mắt già luôn kìa. Chết đúng nhiều luôn mày. Nói gì? Này bật cái nút này cho nó sáng nè. Super hả? Ui. Nó chơi đi, đừng có phá nó. Đừng có phá nó mày. Chơi đi. Thấy mười. Chó mày đâu, thấy thằng kia. Chó mày đâu. Bàn đâu. Thấy đâu, thằng này bàn đi đâu. Cướp kìa, đi cướp kìa. Kìa. Bán nó hạ mày giờ.
Phạt trái đi. Phạt phải đi. Phạt trái. Phạt phải. Phạt trái nghe. Nó kia kia. Thì cứ đừng bừa kia. Bang 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 bang. Này đó, đó rồi mày á, mày á, mày á, mày á. Rồi rồi mày á, mày á. Nè, xuống đi, xuống. Xuống, nhảy xuống không? Nhảy xuống, nhảy xuống luôn. Đó, chết mày nè. Để hai mày lên cũng được nha. Ủa đi xuống lúc được, lúc lúc lúc. Đi đi đi. Ủa là hang ghê nó hang. Nấp nấp. Nấp đi. Đây làm sửa điện cho tao. Có điện không? Hả? Không à, được. Nghe cái này dùng thành thánh, cái này phải dùng cái này này. Mày điên à, không lẽ lấy cái này tập vô cái này hả? Cái này nó hiệu nghiệm nó. Hiện nay nó hiệu nghiệm nó cái gì nó cũng sửa được này. Hả? Thật. Cái này điện cũng sửa được luôn. Mấy mấy con nó gấp gấp lại đây này. Chứ này cũng xài được. Mày biết cái này không? Biết chứ, cái treo đồ á. Biết hả? Tao bẻ lại nha. Thôi mày, để xong rồi chọc vô. Mày đâu có ngu mà phải sửa sửa cho. Đây, để xem cái ô điện này mày. Phố qua rồi, cái ổ điện nó hư mà nó không biết xài luôn á. Phố qua nó toàn chỉ cần cái gì gì. Thoại mày xài ra coi. Cũng thoại mà còn pin không? Hả? Cắm qua mày cắm, mày nói tao mày cắm sạc ở đâu vậy? Cũng phải đây rồi. Ủa, mày cắm sạc hôm qua là nó hư luôn hả? Ừ, xem thử đây. Thiệt chứ. Này xem thử coi. Đây là đây, tắm xem thử là tao con. Để tao lấy cái điện thoại luôn nha. Được. Chưa gì sáng rồi. Ủa, tao không biết chơi điện làm sao luôn á mày ơi. Tao biết nè, tao đi chơi điện nhiều rồi, yên tâm đi. Không lẽ xài kìa mày. Chưa, tôi đi tao sửa xong đi chơi mà rối đấy. Sao mày xài gì mà rối gì vậy? Mày xài á. Gì mà rối to nữa chứ. Mất tình như mày mở ra chi vậy? Để biết tao thử xem nào. Ủa, vô. Trời ơi. Thấy chưa, bữa trước tao nói rồi, làm gì cho nó cẩn thận cái ba cái ổ điện đây là mày phải cho nó kỹ lưỡng. Ừ, thoại này giờ mà sạc sao không dây đâu được đâu con thoại. Được, thay cái mới sạc như vậy này chắc đi được. Thoại này cũ sao sạc không dây. Đồng được. Tin mà không phố, phố mày tin chút sạc vậy được. Không được. Đó. Không, không được mà. Đây nè, cắm vô được nè. Đó. Rồi cắm điện. Ừ, tao cắm cái ổ cắm này vô lắm này. Ừ, cắm đi. Rồi, sạc thử coi. Rồi. Ủa đồ quá, gì vậy? Cái gì vậy? Chứ bị sao vậy? Ê. Sao vậy? Mày bị sao vậy? Sao vậy? Là sao? Sao vậy? Tay còn đứng này cũng đông luôn nè. Là sao ta? Thử. Thử hô hấp coi, hô hấp đi. Đứng. Hô hấp thử coi. Hô hấp. Thử, anh nằm. Ra. Sao vậy? Không thở luôn. Không thở luôn trời ơi. Nó mặn dữ vậy. Ủa sao ta? Sao ta là sao ta? Trời ơi. Ê. Tao gì cắm rồi. Thôi. Tao gì cắm cũng sao vậy? Nghe mùi tái vậy ta. Có mùi gì này? Cháy rồi. Sao đi? Thôi, mày cháy dưới điện, mày gọi cấp cứu đi. Cái này nguy hiểm quá, điện. Điện cho cấp cứu ngay. Đi gọi cấp cứu. Ê, đâu? Ê. Ủa, đâu rồi? Đâu rồi trời? Ủa mày đâu rồi? Biến cái này tao che rồi mà. Trời ơi, không có cấp cứu. Cấp cứu đi đâu rồi? Có. Đâu rồi? Đâu rồi, cấp cứu rồi. Chú mày đâu rồi? Ủa? Thế tao còn nói mà mày nghe. Tao nói mày nghe cái phòng của chú mày nó bị sao rồi á. Nghe cái phòng của chú mày bị sao rồi á. Giờ ổng đâu rồi? Cái phòng của chú mày là cẩn thận đó chưa? Giờ mày mà bước trước mày theo. Cái gì mà bữa cái gì mà ấy. Ủa mày sợ không? Trời ơi. Phòng chú mày ghê lắm. Thôi, tao không muốn ở đây đâu. Thôi có về đó. Đóng cửa xuống. Đóng cửa đi sợ lắm. Trời ơi. Chưa hết cái phòng tao có mẹ nữa chứ. Quên.
Không, nhưng mà thấy mày đi về luôn hả? Đi về luôn chứ, nó về luôn rồi. Ok. Sợ nó về luôn á. Nãy tao muốn thêm về luôn. Cứ mày quên. Nói chung là nó diễn nãy là nó dặn như thật luôn. Mày ngại thật luôn á. Tao mà treo bọc cái giường nghe. Mày biết tao mà đúng không? Để tao hô hấp nhân tạo cho. Để ok các bạn ơi, thì bây giờ mình giỡn thì ok. Các bạn thấy không, thì nói chung là cảm xúc của mỗi người khi mà nói như vậy thì nó cảm xúc rất là thật luôn các bạn ơi. Nhưng mà cái phòng của mình thằng này kia, phòng này có ma, chắc có đầu tờ miết các bạn. Ok, ma là thằng này, ma là mày. Ok, và hy vọng các bạn thích video clip này. Nếu các bạn thấy hay cho mình nút like và nút subscribe luôn. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp các bạn ở clip tiếp theo.